Hello, xin chào các bạn, tôi Lương Chuyên Lương đây ạ. Hôm nay ở cái video này tôi muốn chia sẻ cho anh em một cái giải pháp thiết kế hoàn toàn nhanh chóng, chính xác và tự động. Cái giải pháp này tôi đã đi tìm kiếm nó gần 10 năm nay và tôi đã nghiên cứu ứng dụng nó rất là nhiều các công trình khác nhau và tôi thấy đây là một cái giải pháp cực kỳ hay, một cái giải pháp, một cái công nghệ mới do hãng Autodesk mang lại. Và đây là cái nhiệm vụ mà tôi phải giới thiệu với anh em, với nhiều người ở ngoài kia vẫn còn đang sử dụng những công cụ đơn giản lạc hậu, ví dụ như là AutoCAD để thiết kế, thì anh em hãy chuyển sang cái công nghệ mới này ngay lập tức. Ok, và cái giải pháp đó thì nó sẽ giúp bạn được những cái gì? Đầu tiên nó có thể giúp bạn đó là gì? Dựng được một cái mô hình 3D. Sau đó từ cái mô hình 3D đó, bạn chỉ cần thực hiện vài thao tác là bạn đã có mặt cắt, mặt bằng và các cái bản vẽ chi tiết, nó hoàn toàn automatic, hoàn toàn tự động nhá. Đấy, và thứ hai là gì? Bạn có được cái số, cái thống kê, cái bảng khối lượng, cái bảng thống kê khối lượng xuất ra tự động của các cái cấu kiện, ví dụ như dầm, cột, sàn, vách kính, thang máy, tất cả các cái số lượng cấu kiện, kể cả đồ nội thất ở trong đó luôn. Đấy, và cái thứ ba nữa, nó làm được cho các bạn ở đây là gì? Là các cái bản vẽ khi mà bạn thay đổi, bạn có một cái chỉnh sửa nào đó thì hoàn toàn các cái bản vẽ khác, bây giờ sử bây giờ tôi thay đổi cái bản vẽ về mặt bằng chẳng hạn, thì các bản vẽ liên quan đến mặt cắt, mặt đứng và các bản vẽ chi tiết nó sẽ thay đổi, nó tự động cập nhật thay đổi theo. Thì đấy là những cái điều mà các cái phần mềm ví dụ như AutoCAD nó không làm được đấy, và các bạn phải lên chuyển sang cái công nghệ mới này ngay. Và cái công nghệ mới đó tôi gọi là công nghệ BIM, và một cái phần mềm mà tôi muốn giới thiệu trong cái công nghệ BIM đó là phần mềm Revit. Đấy, và phần mềm Revit nó cực kỳ là mai mai đã xem các cái video chia sẻ về Revit miễn phí của tôi tại trang web là revitbox.net thì các bạn có thể hiểu được cái sức mạnh của Revit nó mang lại như thế nào. Thì đây là cái thời đại công nghệ, vì vậy các bạn cần phải sử dụng những cái vũ khí mới nhanh hơn và tiện lợi hơn để giúp công việc của bạn nâng cao cái tần suất làm việc lên rất là nhiều lần. Và để các bạn không phải mất thời gian tìm hiểu về cái phần mềm Revit này, giống như tôi trước đây cách đây rất là nhiều năm phải bỏ thời gian ra để nghiên cứu nó, thì tôi có tổng hợp lại tất cả những cái kiến thức của tôi trong cái cuốn sách có tên gọi đó là Automation BIM. Tại sao tôi gọi là Automation BIM? Tại vì nó là một cái giải pháp giúp công việc của bạn thiết kế nhanh chóng, chính xác và tự động. Tôi thích nhất cái công nghệ đó là tự động, được chưa? Ok, thì trong cuốn sách này nó rất là dày, là 400 trang. Thì cuốn sách này sẽ giúp bạn được cái điều gì? Cuốn sách này sẽ giúp bạn giảm cái thời gian việc cái học cái phần mềm Revit để xuống rất là nhiều lần. Tôi thấy là đa số những anh em mà đã học Revit theo cái phương pháp truyền thống thông qua phương pháp học lý thuyết, thì tôi thấy là hầu như là 1 năm 2 năm rồi các ông ấy không dùng đến tí nữa là quên, và thậm chí là còn chưa sử dụng được một công trình cụ thể hoàn toàn là như thế nào cơ. Vì vậy cuốn sách Automation BIM của tôi là không viết theo lý thuyết, mà tôi sẽ lấy một cái công trình nhà phố cụ thể ra cho thực hành. Tôi sẽ lấy một công trình nhà phố cũng để ở đây. Đấy, tôi làm cho các bạn. Đấy, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 là gì? Và đặc biệt hơn nữa, trong cái cuốn sách này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là từ gì? Kiến trúc, kết cấu, điện, nước, đấy, xuất bản từ gì? Dựng 3D, đấy, tạo ra bản vẽ 2D, đến in ấn, đấy, đến xuất bản vẽ. Tất cả sẽ có trong cái cuốn sách Automation BIM này. Việc của bạn là gì? Có lựa chọn nó hay không thôi. Nếu mà bạn lựa chọn nó thì bạn sẽ mang lại cho mình một cái giải pháp để đơn giản hóa, tự động hóa công việc thiết kế của mình. Và tôi có một cái lưu ý đặc biệt hơn nữa, đó là gì? Nếu là những anh em nào mà không phải chuyên ngành về thiết kế, các bạn giả sử là làm thi công, các bạn làm về cơ khí hoặc là làm gì đó, nhưng mà bạn yêu đam mê về cái công việc thiết kế này, thì bạn hoàn toàn vẫn có thể sử dụng quyển sách Automation BIM của tôi này. Tại vì trong cuốn sách này tôi viết theo cái phong cách của một người chưa biết gì, đặt cương vị làm vào tôi là một cái tờ giấy trắng để viết cho các bạn toàn bộ các cái bước hướng dẫn sử dụng cho người mới bắt đầu, nên bạn hoàn toàn yên tâm nếu mà bạn là mới tiếp cận với cái công nghệ này. Ok ạ, và để các bạn làm nhanh hơn chứ không phải là đọc mỗi cái cuốn sách dày 400 trang này, thì tôi có một cái giải pháp khác cho các bạn, một cái món quà tặng kèm theo cuốn sách đó là chiếc DVD. Trong DVD này thì tôi trang bị cho bạn sẵn các cái template theo tiêu chuẩn Việt Nam rồi. Tôi trang bị cho bạn sẵn các cái thư viện về kiến trúc, kết cấu, điện, nước. Tôi trang bị cho sẵn cho các bạn một số video về dựng hình để phụ giúp cho bạn trong cái cuốn sách này. Mặc dù cuốn sách này rất là chi tiết rồi, nhưng tôi muốn trao thêm giá trị cho anh em, muốn giúp anh em làm nhanh hơn, đọc cuốn sách để nó nhanh hơn và áp dụng vào công việc thực tế nó nhanh hơn nữa, thì tôi tặng thêm cho anh em một cái quà tặng này. Đấy, vì vậy nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về cuốn sách Automation BIM này, cái cuốn sách mà bây giờ hiện nó đang làm thay đổi toàn bộ cái công việc thiết kế của tôi, thay đổi toàn bộ cái công việc thiết kế của tôi,
thì các bạn có thể vào kích vào cái đường link bên dưới, ok ạ. Và cái món quà tặng này thì nó chỉ có hữu hạn thôi, nó chỉ dành cho những người là dám hành động nhanh trước đến cơ hội thôi. Tại vì tinh thần của tôi là tinh thần chiến binh, tinh thần hành động. Nếu mà không hành động nhanh thì nó sẽ không tạo ra kết quả nhanh được. Vì vậy hãy hành động nhanh, kích cái đường link bên dưới, Xin chào các bạn ở những cái quà tặng tiếp theo.